này là 20 nè, 10 nè, đi đường quyền không? Đứng xích ở đây nè, đứng em đứng ở đây nè. Em đứng đó chị liếc cũng vậy. Rồi. Rồi thôi chị không nhìn đâu, làm tin thôi. Rồi mở đi. Này là 20 nè. 10 nè. Đi đường quyền không? Đây là 20 nè. Rồi ok, mẹ chưa chưa được gì. Chị đi thử em coi thử chị. Đi đâu 10, 20. Là mình gửi thông ra chưa ta? À, chị coi lại clip của nó coi. Em kêu chị lặt đi. Em nhìn đó mình lặt. Kêu chị lặt. Đi. Hai ba. Thôi chị ơi, chị ngửa lên là từ từ từ. Đó nha. Quỷ bên kia. Quỷ bên kia. Nhìn vô quá hình quá. Rồi. Mở nhạc cho chị feel coi. Rồi. Cái nhạc buồn buồn. Xong mở vô cái lo nhớ lên. Loa này hát tiếp. Cái lo của em đi kiểu hồi hát xíu cho feel kìa. Rồi chưa? Đi đường quyền không? Bấm sẵn đi. Quá ai tiền thiệt đó. Thôi được rồi, để đi. Đứng im đi, tụi em đang quăng vô người chị nha. Thôi, tiền thề cái trời. Đây, quay cái cảnh gì lụm đi, rồi tụi em quay luôn. Đây, quay nè. Không, thấy cái này đâu. Rồi, quay nó không có thấy gì. Rồi, quay chị, cho tao quay nha. Rồi, quay. Trả lời tiền chợ. Rồi. Rồi. Đứng mặt cảnh là tụi em quăng vô nha. Rồi, để mình đi cầu bể quần cái gì. Cầu bể quần cái gì. Này, thấy cái quần cầu. Ủa, chị đâu, chị là phải chơi ấy, tại nó luôn á chị. Chị. Quần gì cuối cùng như sao nhỉ? Người ta nói là mốt năm 2020. Đi ra đường muốn biết, mình muốn cho người ta biết là mình ốm xuống, mình thay cột vậy nè. Hiểu không? Cột vậy nè, biết là mình ốm xuống. Mốt một kiểu là mở mua size XXL một kiểu, xong đi ra đường cột lại với chị nè. Tại con nào nói em mập anh tán chích bà nữa chị. Tại con nào nói em mập anh tán chích bà nữa chị. Đi đường quen không? Ủa nhiều quá chưa?